trong. Dạ. Ở trong thì mình muốn bán thì mình phải dừng xe. Vâng. Đó, dừng xe lại, bắt dạ. đầu bước xuống. Dạ. Ủa không có khóa lại hả chú? Không, không còn cái chốt ở xe của chú, nó hỏng cái chốt hay sao? Không còn cái chốt. Ở cái chốt bình thường nó bên đây mà. Tháo ra rồi. À, chú tháo ra rồi. Dạ, dạ. Không còn cái chốt. Vâng. Đấy. Sau khi như thế này. À. Tức là chú phải chống rồi. Nhưng mà nếu cho con hỏi nếu không chống này thì sao? Nếu mình không dùng hai cái cây nạng này ấy chú. Nếu mình đi đầu gối không, nó đau. Đau. Không nó chịu đau, nổi. Nó chịu hết vô mà không phải bàn chân đâu. Vâng. Mình phải phụ trên hai cái cây này để mà nó bớt cái đầu gối mình dạ. bớt đau. Dạ. Nhưng mà chống thế thì rồi làm sao cầm được vé số, cầm vào đâu? Cầm được cái ví dụ như cái bộ chú bỏ trong này. À, chú bỏ trong đấy. Này rồi có cái sổ nữa. Vâng. Chú bỏ đây. Ví dụ cái chống tới là vậy. Dạ. Thì bắt đầu chú móc ra chú. À. Vâng. Ví dụ vậy. Nào. Dùng vậy ha. Vâng. Chú bỏ đây. 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 Cận à. Cận mục sở thị vé số của chú lấy cho ngày mai à, đây ngày nha mai các đây. Bạn. Dạ vâng. Đấy à. Chú mời xong. Và ví dụ như là chú tới chú cầm. Vâng. Đây. Vâng. À, xong rồi sau khi chú mời á. Dạ. Chú móc cho chú mời. Dạ. Và mời xong ví dụ mua hay không mua gì chú lại bỏ chữ vô. Vâng. À, ví dụ vậy. Bỏ vô khóa xong mình mới lại đi mời cái người tiếp. Tiếp. À, à. À, ví dụ. Rồi. Rồi con chào chú. À, chào cô bác anh chị, thì hôm trước á, có một quý ân nhân có muốn gửi tiền giúp đỡ chú Bình. Chú ơi, chú bỏ khẩu trang được chú ạ. Chú ơi, vì con với chú thì mình cũng quen, thân quen cũng nhiều năm rồi. Con nhớ là cái lần đầu tiên thì con cũng không biết là thương binh hay thương phế binh. Con hỏi thì chú bảo là thương phế binh, con bảo là chỉ có thương binh chứ làm gì có thương phế binh đúng không? Dạ. Chú ơi, chú có thể giới thiệu chút là chú tên gì và năm nay chú bao nhiêu tuổi không ạ? Để cho các cô bác mà lần đầu họ xem clip thì họ biết ạ. À, xin chào quý vị và cháu Dương. À, tôi là thương phế binh Trần Đức Bình. Dạ. À, số quân 75-110-246. Dạ. Thuộc Đại đội 3, tiểu đội 1, tiểu đội chiến. Dạ. À, hôm nay có đôi lời để đến quý vị anh dân là chúc sức khỏe năm mới sắp đến. Dạ. À, cũng xin cảm ơn anh nhân nào đó đã giúp đỡ tôi. Vâng. Trong thời gian mà bây giờ đang có cái dịch nữa. Vâng. Thành ra rất là khó khăn. Vâng. Nhưng mà được sự thương yêu và chia sẻ như vậy là tôi rất là vui và mừng. Vâng. Tôi cố gắng để mà có cái nghị lực vượt qua cái thời gian khó khăn này. Dạ thưa chú, thì hàng ngày bây giờ công việc của chú là chú làm cái nghề gì? Chú đi bán vé số. Dạ. Thưa chú, thì một ngày bây giờ mình bán thì mà nhiều nhất thì được bao nhiêu vé? À, thì nhiều hơn lắm, hôm nào hơn lắm được 100+ vé. 101 hay 109 chú? 101 vé. 110 vé. 110 vé thì thưa lời được bao tiền chú? À, thì cứ một tờ là chú lời được 1.000. Lời, vâng. Tức là mỗi ngày kiếm khoảng 100 đến hơn 100 ngàn. Đúng rồi. Một tháng đều là 3 triệu. À, một tháng là 3 triệu. À, có tháng nào hơn nữa không chú? Có chứ. À thế à? Nó mình buôn bán là hên xui, nhưng mà mình lấy coi như là cứ đều đều như thế. Đều là mình dạ. 3 triệu. Vâng. À. Thì thưa cô bác anh chị, là Tuấn Dương cũng gặp chú Bình cũng nhiều năm, nhiều lần rồi. Thì con xin phép được chia sẻ một chút về cái thương tật của chú. Đây này, chú thì hiện nay là chú phải đi bằng cái đôi giày và chú đi sát cái đầu gối các bạn ơi. Đây, cái chân của chú thì đây chú buộc dây này. Rồi chú đi cái đôi giày là đi ngược hai bên. Chân này, ô sao nó chạm vào cái gì đây chú? Chú lên xuống đó. Đấy, chú lên xuống thì nó chạm vào. Nó chạm nó làm chảy. Dạ, nó chạm nó là chảy cái chân của chú. Và thế rồi ngoài ra thì, nhưng mà sao đi cái này rồi này còn phải hai cái nạng nữa thưa chú? Phải chịu thêm hai cái nạng nữa thì cái đầu gối mình mới chịu được. Chứ nếu mà mình đi không hai cái đầu gối á thì nó sẽ bị đau. À. Đi không hai đầu gối thì nó sẽ bị đau. Đây các bạn này, đây là cái chú đi đôi giày mà phải đi ngược, cũng chú cũng buộc rồi khâu tùm lum vô á. Vậy là cái giày này là chú chế đây đúng không chú? Đúng rồi, đôi giày này đôi giày cũ. Vâng. À, họ bỏ đó. Dạ. Chú nhặt lại, chú nói xài được, chú nhặt lại chú xài. À. À, chú mang vô. Vậy là đây các bạn ơi, cái đôi giày này chú phải banh nó ra. Thế xong đó rồi để cái đầu gối vào đây, chống vô đây. Đấy rồi chú đi. Ở đây chú phải có cái miếng này nè, để mà lót cho đầu gối đó. À.
để có một cái miếng mút để cho nó lót cái đầu gối. Dạ, có miếng mút lót để cho nó êm hả chú? Đúng rồi. Vâng. Thế chú bị thương này năm nào chú? À, chú bị thương năm 72. Năm 1972. Dạ. Thế ngày xưa chú đi thì trong lúc đấy là chú cấp bậc gì rồi, chức vụ gì rồi? Lúc mới đầu chú đi á. Dạ. Là binh nhì. Binh nhì. Rồi sau chú bị thương tại chiến trường Quảng Trị đó. Dạ. À, chú coi như giống như thị cuộc chiến đó, lấy lại của thành Quảng Trị. Vâng. Năm nay cứ được đặt cách là hạ sĩ. Hạ sĩ. À, sau khi chú bị thương. Vâng. Thế rồi trong cuộc sống bây giờ thì chú có gặp khó khăn gì không? Là thì khó khăn trong cuộc sống thì khó. Vâng. Nhưng mà thôi bây giờ cũng phải chấp nhận thôi. Dạ. Phải cố gắng như vậy. Vậy thưa là năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? À, chính ra là chú sinh năm 1955. Dạ. À, thì lấy đúng cái số quân luôn đó. Vâng. Thì năm nay 67 tuổi. À, 67. 67 tuổi. 67. Vâng. À, 67. Vâng, vâng. Thì như thế này, có cô này tên là cô Thùy ở Mỹ, cô trước cô cũng giúp hai đợt rồi, nhưng mà chú là giúp cái đợt đầu thì còn sót lại danh sách của chú là do con hôm đấy là cô giúp 8 người cơ, nhưng mà khi mà tìm chú thì con lại không có số phone, thì hôm nọ vô tình mới đi mới gặp chú thì mới xin được cái số điện thoại, thì hôm nay mới liên lạc được với chú. Thì hôm nay con sẽ gửi chú cái số tiền là 2 triệu của cô Thùy ở Mỹ biếu chú, để chú chờ để con lấy tiền nhé. Chú ơi, chú nhận dùm con số tiền này là 2 triệu của cô Thùy ở Mỹ gửi biếu chú. Cô Thùy ơi, cháu Tấn Dương có gửi cho chú là 2 triệu. Dạ. Đây là chú cảm ơn cô Thùy và cùng gia đình nha. Vâng. Chúc nhiều sức khỏe dồi dào nha. Vâng. Như vậy là chú cũng có cái niềm vui và cái niềm an ủi trong Tết năm nay đó. Dạ. Chú cũng có được cái chút đỉnh để mà chia sẻ. Dạ. Thì con rồi chú cất tiền ra đi, chú cất tiền ra đi. Rồi con cũng xin thông báo thêm là ngày mai đó, thì riêng cá nhân chú, nếu chú đi lãnh quà đó, là chú sẽ có thêm 1,5 triệu nữa. Thì số tiền này của chị Thúy ở Úc, chị có gửi giúp là 6 người, trong đó có chú. Một số chú trong ban liên lạc và trong đó có chú, thì ngày mai thì con sẽ, lúc phát ấy, thì con sẽ kêu đánh dấu cái danh sách đó. Thì những cái người đó thì con sẽ phát chung để cho cô chị Thúy đó chị dễ theo dõi đó. Bây giờ thôi, bây giờ như này chú, cái này cũng không phải là bắt tội chú đâu, nhưng mà con biết là khi mà chú đi bán vé số đấy là chú cũng phải đậu xe một chỗ. Đúng rồi, chú đi tới đi lui. Đúng. Đấy, nhưng mà bây giờ thì con muốn là để cho chú có thể đi một đoạn ngắn ngắn để cho cô bác biết được cái hành trình. Hôm nay thì ta hết vé số rồi, nhưng mà để cô bác biết cái hành trình để chú đi lại trong cuộc sống nó như thế nào, chứ không có nhiều khi ngồi trên xe này bà con lại tưởng ngồi xe hơi. Chú rất thích cháu, là vấn đề là cháu quay là phải thực tế. Vâng, nó phải thực tế chú ạ. Là như vậy là vâng. Mới là đúng. Dạ dạ. À, chú cũng ok. Vâng vâng. Thì chú cũng thông cảm chứ không phải là con. Rồi. Chú biết mà chú. Dạ dạ. Đây chú sẽ dè cái xe lại. Thôi chú đi thử một vòng quanh đây trước đi chú. Dạ dạ. Chú đi vòng kia rồi chú quay ra chú đậu đây rồi lát xíu mình đi luôn. Dạ dạ. Đây đấy, các bạn thấy chú đi cái xe này là xe của hãng Kiến Tường. Và bây giờ chú sẽ quay cái xe lại. Đó. Rồi thưa chú, vậy thì nếu mà cái lúc mà chú dừng xe các quán cà phê, vì đâu có phải là mình cứ ngồi trên xe mình mời họ mua, thì chú đi, chú có thể đi giúp con vài bước mà chú đi bằng cái cây trống để con coi không ạ? Dạ, để cho cô bác mình... Đây là quán cà phê. Vâng. Ví dụ như vậy. Vâng. Bây giờ muốn ghé quán cà phê bán thì mình vâng. không thể làm mình ngồi ngoài. Vâng. Mình mời họ được. Mình mời chỉ được cái hàng ghế họ ngồi lề đường thôi. Ngồi lề đường thôi. Ờ, còn những người vô trong. Dạ. Ở trong thì mình muốn bán thì mình phải dừng xe. Vâng. Đó. Đó, dừng xe lại. Bắt dạ. đầu bước xuống. Dạ. Ủa không có khóa lại rồi chú? Không không còn cái chốt ở xe của chú, nó hỏng cái chốt hay sao? Không còn cái chốt. Ở cái chốt bình thường nó bên đây mà. Tháo ra rồi. À chú tháo ra rồi. Dạ dạ. Không còn cái chốt. Vâng. Đấy. Sau khi như thế này. À. Tức là chú phải chống rồi. Nhưng mà nếu cho con hỏi nếu không chống này thì sao? Nếu mình không dùng hai cái cây nạng này ấy chú. Nếu mình đi đầu gối không có đau. Đau. Không chịu nổi. Nó chịu hết vô mà không phải bàn chân đâu. Vâng. Mình phải phụ trong hai cái cây này để mà nó bớt cái đầu gối mình dạ. bớt đau.
Dạ. Nhưng mà trống thế thì rồi làm sao cầm được vé số, cầm vào đâu? Cầm được cái, ví dụ như cái bộ chú bỏ trong này. À, chú bỏ trong đấy. Trong này rồi có cái sổ nữa. Vâng. Chú bỏ đây, ví dụ cái trống tới là vậy. Dạ. Rồi chú bắt đầu chú móc ra chú. À, vâng. Ví dụ vậy, nè. Ví dụ vậy ha. Vâng. Rồi chú bỏ đây. Đây, đây. Cận, cận mục sở thị vé số của chú lấy cho ngày mai đây nha các bạn. Dạ vâng. Đấy, chú mời xong. Ví dụ như là chú tới chú cầm. Vâng. Đây. Vâng. À, xong rồi sau khi chú mời á. Dạ. Móc cho chú mời. Dạ. À, mời xong ví dụ mua hay không mua gì chú lại bỏ chỗ vô. Vâng. À, ví dụ vậy. Bỏ vô khóa xong mình mới lại đi mời cái người tiếp. Đi tiếp. Dạ. À, ví dụ vậy. Đó. Dạ. Đó thì để cho cô bác anh chị mình hiểu thêm về cái công việc của chú. Nhiều khi ngồi trên xe nhiều cô bác cũng không hình dung được. Đúng rồi. Đấy. À, cái thực tế là như vậy. Dạ. Thì mình phải nói theo cái chuyện nó đúng như vậy luôn. Vâng. Là thế chú thì chú bán vé số này có bị bao giờ bị họ giật hay là đổi vé số giả không? Có. Chú bị tổng cộng là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Vé số mà trúng. Vâng. Nhưng mà họ đem họ có to lắm. Vâng, tẩy thành xóa photo. Không có, mới đầu có tẩy xóa có. Nhưng vâng. Mà sau này bắt đầu là có to. Vâng. Rồi vé số trúng có to ra thành ra vé số giả. Vâng. Tổng cộng là 2 triệu mấy. Vâng. Còn vấn đề mà họ đó mua mà cứ họ cứ làm bộ mua một hai tờ cái mình không để ý. Rút họ lấy trộm vé số lấy cũng có luôn. Rút ở trong. Có dạ. Lần mất mười mấy tờ, dạ. Hai mấy tờ, ba mấy tờ, năm mươi mấy tờ. Dạ. Coi như trong thời gian mà chú đi buôn bán tới bây giờ. Dạ. Đó là chú có mất khoảng như vậy. Dạ. Rồi thôi, con cũng hiểu thêm. Rồi chú muốn nói gì nữa? À, thì giống như là bây giờ thì chú cẩn thận rồi. Dạ. Chú phải bỏ vào đây. Vâng. Chú không dám cầm nữa. Vâng. À, chú kéo vô. Dạ. Bắt đầu chú lại đi tiếp. Vâng. À, sợ nó dịch hết một cặp luôn rồi thôi. Vâng. Khổ nữa. Vâng. À, xã hội bây giờ nó dạy mình phải chấp nhận. Vâng. À. Thôi con cảm ơn chú. Thôi chắc okay. Chú lên xe không làm mất thời gian của chú nữa. À, mời chú nghỉ ngơi. À, dạ, chú về. Dạ. À, chú cũng thành thật cảm ơn cháu Cánh Dương nha. Dạ, dạ. Rồi. Rồi con cảm ơn chú. Dạ, dạ. Rồi chú lên xe đi ạ. Dạ, dạ, dạ. Đó các bạn ơi. Chú phải đi bây giờ. Đi bằng hai cái đầu gối. Cái chân kia thì nó bị cụt. Phía dưới đó leo lên hai cái này để làm gì đây ta? À, chưa đấy chú mệt quá đấy chú dạ. Đặt cái lên này ra à xong chú đặt cái này chú à chú vâng đỡ đỡ mệt chừng ví dụ như vậy à. Tiếng hay hoặc một tiếng gì đó dạ dạ là đỡ mệt xong còn cái số chú đi bán trước vâng còn nó là như vậy dạ dạ chú nghỉ ngơi chú bắt không chú nghỉ à dạ dạ rồi rồi con hiểu rồi à, rồi chú đi ạ xin chào nha chú vâng vâng con chào chú. Ờ, chú đi ạ. Dạ, dạ. Thôi, Tuấn Dương cũng xin cảm ơn chị Thùy ở Mỹ. Thì chị Thùy có gửi đây là cái đợt tiền thứ nhất. Thì còn tặng chú Bình là hết. Còn 2 triệu tặng chú Hà Long nữa. Thưa cô bác anh chị, thì bây giờ cái cơm đây cũng phát cũng xong rồi. Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi.